Đến nay là một trận đấu rất là quan trọng với cả chúng tôi sẽ cố gắng tập trung và cũng kỳ vọng sẽ có một trận đấu tốt trước khi bước vào trận đấu cuối cùng trên sân nhà. Tiến Linh thì là một cầu thủ mà hiện đang có vẻ đang đứng thứ hai trong số những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu này. Vì thế nên là cái trận đấu ngày mai cũng sẽ là một cái trận đấu khó. Tuy nhiên thì bản thân cầu thủ cũng như là đội có cái sự chuẩn bị cũng như là có những cái kế hoạch và hy vọng là có thể ngăn chặn được Tiến Linh cũng như là có một trận đấu tốt vào ngày mai.